anh chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy đi em, không có lấy anh. Đúng rồi, đất. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh nhanh một chặt mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể hết vậy đó. Em không cứ thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Đúng rồi. Cuối năm, cuối năm. Em theo anh về Dinh nghe. Dạ, ok. Ừ. Đẹp mấy đứa. Cái này em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. Ba phải sao? Quyết định chứ, là em quyết định đâu có được không? Trời đổ rồi.